Một cái tip gieo này, bôi là rất là tốt cho cái bệnh xương khớp này. Thế thì tôi nói là cái bệnh xương khớp này ấy, mà khi mà nó đau ở xương khớp và nó sưng lên ấy, đó, thì mình bôi vào ấy, thì chỉ 2 ngày thôi là cái hiện tượng là nó sưng tấy hiện nay không còn nữa, và đi lại rất dễ chịu. Hoặc là mình đi làm mà va chạm hoặc các cái khớp đau này thì là mình bôi vào là rất là nhanh khỏi, và đặc biệt ấy, là không nỉnh kể như trước đây là phải xoa các cái dầu là một này, hoặc là các cái dầu xoa khác mùi rất là phức tạp. Nhưng tôi thấy là cái sản phẩm mà cái tuyết này bôi là rất là tốt.